Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Anh nhìn Việt Nam. Và trong bài tin ngày hôm nay ngày mùng 3 tháng 7, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Các bạn mến, mới đây thì đã có thông tin về việc Apple có thể sản xuất một phiên bản iPhone dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Chiếc iPhone này thay vì sử dụng Face ID sẽ được thay thế bằng công nghệ cảm biến vân tay trên màn hình, bởi người dùng tại Trung Quốc không thường hay sử dụng Face ID. Trước tình hình doanh số trở nên tiêu cực, thì Apple đã phải tung ra kế hoạch ra mắt một chiếc iPhone phân phối độc quyền cho thị trường Trung Quốc. Với việc cắt giảm tính năng Face ID, các thiết bị iPhone này sẽ có giá thành thấp hơn, phù hợp với thị hiếu của người dùng hơn, giúp Apple chiếm lại thị phần đã mất vào tay các nhà sản xuất nội địa. CEO Tim Cook trước đó vào tháng 4 cũng cho biết là thị phần iPhone đã được cải thiện tại Trung Quốc nhờ các chính sách giảm thuế, cho phép Apple giảm giá thành iPhone tại các nước này. Chưa rõ đến khi nào thì Apple sẽ tung ra chiếc iPhone Trung Quốc này. Tuy nhiên thì đáng chú ý là một nguồn tin từ chuỗi cung ứng của Apple mới đây cũng đã tuyên bố các mẫu iPhone 2020 sẽ được trang bị công nghệ cảm biến vân tay siêu âm, cho phép người dùng có thể sử dụng Touch ID trên toàn bộ màn hình. Các bạn mến, LG G8S ThinQ là phiên bản giá cả phải chăng hơn của LG G8 ThinQ với màn hình 6,21 inch Full HD cộng và bộ 3 camera ít ấn tượng hơn. LG G8S ThinQ vẫn dùng chip Snapdragon 855 hàng đầu, nhưng LG chỉ kích hoạt chuẩn sạc nhanh Quick Charge 3.0 18W trên smartphone này. Mặt sau của máy là 3 camera bao gồm cả biến chính 12MP, một camera góc siêu rộng 13MP và một ống kính tele 12MP, trong khi mặt trước là cảm biến 8MP và được gọi là Z camera với công nghệ TOF. Đặc biệt là LG G8S ThinQ còn hỗ trợ tính năng mở khóa Hand ID, cho phép bạn mở khóa bằng cách đưa lòng bàn tay lên trước camera, và bạn cũng có thể tăng hoặc giảm âm lượng khi đưa tay ra trước camera selfie và xoay vòng trong không khí. LG G8S ThinQ có bộ nhớ RAM 6GB cùng bộ nhớ trong là 128GB, nhưng giá bán trên thị trường quốc tế thì chưa được LG tiết lộ. Mi CC 9 và Mi CC 9e là hai mẫu smartphone đầu tiên thuộc series Mi CC mới của Xiaomi, cũng như một phần trong mối quan hệ đối tác với Meitu để nhấn mạnh vào khả năng selfie ảo diệu. Theo đó, thì Xiaomi Mi CC 9 được nhà sản xuất trang bị cho màn hình OLED kích thước là 6,39 inch, được phân giải là Full HD cộng và sử dụng thiết kế notch hình giọt nước để chứa camera selfie 32MP và được tích hợp công nghệ cảm biến vân tay dưới màn hình. Bên trong, sức mạnh xử lý của máy được cung cấp bởi con chip Snapdragon 710 đi kèm với dung lượng RAM là 6GB và người dùng sẽ có 64 hoặc là 128GB bộ nhớ trong để lưu trữ. Trước hết thì mẫu di động tầm trung mới ra mắt của Xiaomi còn gây ấn tượng với hệ thống 3 camera sau, bao gồm cả biến chính 48MP, camera góc siêu rộng 8MP cùng với một cảm biến đo độ sâu 2MP. Được biết là Xiaomi Mi CC 9 sẽ có giá bán khởi điểm từ 189 đô, tức là khoảng 6 triệu đồng cho phiên bản 6GB RAM và 64GB ROM, trong khi biến thể cao cấp hơn là 6GB RAM và 128GB ROM sẽ có mức giá rơi vào khoảng 290 đô, tức là khoảng 6,76 triệu đồng. Cùng với Mi CC 9 thì Xiaomi còn giới thiệu một sản phẩm nữa là Xiaomi Mi CC 9e. Sản phẩm này có màn hình OLED nhỏ hơn 6 inch nhưng vẫn có cả cảm biến vân tay trên màn hình, không hỗ trợ NFC và được trang bị vi xử lý Snapdragon 665. Máy có cụm 3 camera sau với cảm biến chính 48MP, camera tự sướng 32MP và có pin là 4030mAh. Về cấu hình thì Mi CC 9e có 3 phiên bản, bản đầu tiên với RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB, giá là 4,3 triệu đồng, RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB, giá là 4,7 triệu đồng và RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB, sẽ có giá rơi vào khoảng là 5,4 triệu đồng. Ok, vậy là vừa rồi là chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Anh nhìn Việt Nam, và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay cái đóng góp nào thì hãy để thật nhập phía dưới phần bình luận cuối đuôi nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!